quý vị và các bạn, tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu để tăng số ca, số chuyến hiện đang diễn ra phổ biến trên các tuyến đường, nhất là đối với xe tải chở cát, nguyên vật liệu, phục vụ các công trình. Bên cạnh việc gây ảnh hưởng đến môi trường thì còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao. Có mặt tại DT376, đoạn qua xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, không khó để bắt gặp hình ảnh xe tải chở cát lưu thông trên các tuyến đường. Các xe này chạy với tốc độ khá cao, ngoài gây ảnh hưởng đến môi trường còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Không chỉ ở huyện Tiên Lữ, tại các xã Hùng An, Đức Hợp, Phú Thịnh của huyện Kim Động hay thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tình trạng này cũng diễn ra phổ biến. Điển hình vào khoảng 21 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2023, tại ngã tư Yên Mỹ, giao quốc lộ 39, xe tải Hogo chở cát đi trên quốc lộ 39. Khi đi đến gần ngã tư, bất ngờ lao sang làn đường bên trái, rồi đâm vào nhiều xe máy ở bên đường. Hậu quả làm một người bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đây cũng là vụ tai nạn thứ 3 xảy ra trong ngày 16 tháng 10 trên địa bàn tỉnh liên quan đến xe tải. Trước đó, hai vụ xảy ra tại khu vực gần trường tiểu học thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu và tại ngã ba gần trường tiểu học xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Hậu quả là một người bị thương và là một em học sinh lớp 9 tử vong trên đường đi cấp cứu. Tôi cũng lái xe thì đơn vị tôi thì là số chuyến thì nói chung là nó cũng đảm bảo chạy, nó cũng hợp lý thôi. Còn các cái đơn vị khác thì nói chung là tôi thấy là cũng có khả năng là họ phải tăng số chuyến nhiều, cho nên là anh em lái xe đôi khi là họ cũng phải chạy nhanh, chạy cố, cho nên là để tăng chuyến nên là cái vấn đề về an toàn giao thông cái thì cũng có xảy ra cái tình trạng là chạy nhanh, phóng nhanh, vượt ẩu. Anh em chắc chạy khoán chuyến hay gì chứ chạy ghê lắm. Chúng tôi cũng là lái xe đây nhưng mà chúng tôi cũng không đến mức là phải cần thiết phải như thế, đánh đổi tính mạng như thế là chúng tôi cũng thấy ghê đấy ạ. Bên cạnh xe chở cát phóng nhanh vượt ẩu trên một số tuyến đường trong tỉnh, còn xuất hiện tình trạng xe chở ống cống, cột điện, chở thép, cồng kềnh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Mới đây nhất, tại huyện Văn Giang, một xe chở ống cống đi qua địa bàn xã Thắng Lợi đã vô tình làm rơi ống cống khi đang lưu thông. Rất may không gây thương vong cho người đi đường. Cái đấy thì nó là cái độ nguy hiểm này, nó là có rồi, còn chết là khác, còn xe còn bẹp cả xe ấy chứ. Có xe. Nhưng ở đây đã từng xảy ra bao giờ rơi cái cuộn này chưa? Có rồi. Nhưng mà khi tham gia giao thông mình có sợ là người tham gia giao thông? Có sợ, tới đây là có sợ. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, các lực lượng chức năng cũng đã tăng cường kiểm soát tình trạng xe phóng nhanh vượt ẩu và ràng buộc hàng hóa không đúng quy định. Nhưng việc phát hiện, kiểm soát và xử lý còn đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục kỳ sau.